rất là nhẹ thôi, một cái kiện hàng chỉ có 100g, ổ cứng co xe MP600 Pro, và trên tay mình là phiên bản 1 TB, sản phẩm mới về Việt Nam luôn, và có rất là nhiều những cái phiên bản khác nhau phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của anh em, từ 1T rồi 2T này. Chiếc ổ cứng do hãng co xe design riêng này hoàn toàn đáp ứng được cái vấn đề tản nhiệt cực kỳ tốt. Anh em thấy cái phần hy sinh ở đây vừa vặn nhỏ bé, và nó rất phù hợp khi cả cái chiều dài của cứng này nó chỉ là 8cm mà thôi. Và chúng ta sẽ cùng xem quá trình chuyển dữ liệu này nó tốn bao nhiêu thời gian nhé. 5 minutes later. 526GB dữ liệu, 16 tựa game với rất nhiều những cái file nhỏ lắp nhắp. Tuy nhiên thì chiếc ổ cứng của chúng ta chỉ mất khoảng 7 phút 40 giây để có thể hoàn thành toàn bộ cái màn chuyển giao dữ liệu đó. Wow.